chào tất cả mọi người. Hôm nay Phước Sổ và Tuyết Nhung, hai chị em nhà mình sẽ review cho mọi người một cái khu rất là lớn, một cái dự án có tầm cỡ tại Phú Quốc, không chị Tuyết Nhung? Đúng rồi, thì đây là cái khu The Center. Đây là một cái quần thể ở phía nam của Sinh Group. Như mọi người thấy, đây là những cái trục chính, những cái căn shop house của Địa Trung Hải. Cái khu này mang cái phong cách Địa Trung Hải rất là đa màu sắc, phải không mọi người? Đặc biệt ở đây là những cái căn nhà ở đây là được thiết kế, và cái nước sơn ở bên ngoài á được quét là khoảng 9 lớp sơn cho một cái căn nhà ở đây, nên là cái nước sơn của nó vô cùng đặc biệt với đa dạng sắc màu đó Phước Sửu. Mỗi căn shop house là một cái cách thiết kế riêng biệt khác nhau hoàn toàn. Đúng rồi. Dạ. Thì một căn ở đây là khoảng là 5 tầng. Chị Nhung ơi, có phải là chị giống như chị đang đi lạc vào một cái thành phố của nước Ý không chị Nhung? Đúng rồi, mang cái phong cách Địa Trung Hải rất là đa màu sắc luôn. Sau này ở khu này á, là nó cực kỳ là đông đúc và sầm uất. Ở đây có cái khu mà biểu diễn ánh sáng, nhạc nước với cái quần thể là 5.000 chỗ ngồi, nhìn view ra biển. Wow, view rất là đẹp, nhìn trực diện ra biển luôn chị Nhung ha. Với một cái những cái show diễn gọi là... Đúng rồi, đây là cái show Vortex, khoảng sức chứa là 5.000. Ồ, vậy là nếu mà cái show này mà đã hình thành được tại Sinh Group như vậy đó, là một cái show có thể là lớn nhất ở Đông Nam Á rồi đó chị. Đặc biệt cái người mà để làm cái show này á, là đã biểu diễn show nhạc nước ở tháp Eiffel ở Pháp đó, đó Phước Sửu. Wow, một cái biểu tượng rất là đẹp chị. Với như Phước Sửu và chị khi hôm qua có đi từ dưới biển nhìn lên, thì một cái biểu tượng là phép tháp Eiffel rất là lớn tại Sinh Group nhìn ra biển phong chị. Rồi. Ngoài ra có một cái tòa lâu đài rất là đẹp nữa, được đúng thiết rồi. Kế đến mấy ngàn tỷ phong chị. Đúng rồi, ở đó có một cái tháp đồng hồ. Và đặc biệt ở trong cái khu mà từ The Center này đi ra, ở ngoài cái khu Địa Trung Hải á, là có một cái cây cầu được thiết kế ở ngoài biển đặc biệt luôn, đó gọi là cầu hôn, một cái địa điểm rất là đặc biệt và lý tưởng ở Địa Trung Hải. Sau này một cái địa điểm check-in là vô cùng là đặc biệt. Ở bên phải và bên trái có hai cái nhà hàng, một cái nhà hàng là dành cho nam và một cái nhà hàng dành cho nữ ở cái khu vực ở ngoài cái khu vực là cầu hôn đó Phước Sửu. Trời, quá tuyệt vời chị Nhung. Có những cái nét mà đặc biệt, những cái văn hóa mà có 102 tại Phú Quốc mà khách hàng khi tới đây check in được đó là chắc là lạ lắm chị ha. Và chắc là nó sẽ cuốn hút và thu hút được rất là nhiều du khách trong và ngoài nước phải không chị? Đúng rồi. Ở đây được cái kiến trúc á, là xây dựng giật tầng từ dưới biển lên tới đồi. Ở đây có mang một cái phong thủy cực kỳ là tốt luôn. Là giống y như là tựa sơn hướng thủy, rất là đặc biệt luôn. Tựa sơn hướng thủy. Những cái căn mà shop house ở đây là được giật tầng để có thể là nhìn ra ngoài biển, cực kỳ là đẹp luôn. Tất cả các căn là từ chiều cao, từ thấp đến cao thì có thể là view biển luôn không chị? Nhìn thấy biển được luôn, rất là đặc biệt thì luôn. Thì ở đây á, là sẽ là một cái nơi là kinh doanh, shop house mua bán rất là rầm rộ với tất cả đầy đủ tất cả các mặt hàng không chị? Ừ. Khi mà đưa vào sử dụng hoạt động không? Đúng rồi, đây là một cái khu rất là tiềm năng về đầu tư bất động sản sau này. Dạ, đến với Sinh Group là đến với Phú Quốc, mà đến với Phú Quốc là một cái thành phố không ngủ. Đúng rồi, thì tại Nam Đảo sau này, ở đây cũng được mệnh danh là thành phố Địa Trung Hải, một cái thành phố không ngủ của Phú Quốc đó Phước Sửu. Trời, em thấy rất là tuyệt vời chị ạ. Được những cái show diễn gọi là về trình diễn ánh sáng, sân khấu nhạc nước. Đúng rồi. Về tất cả những cái trò chơi, tất cả những cái địa điểm check in, tất cả những cái gì đẹp là đều là có mặt tại Phú Quốc này hết. Mà như phía trước mình đó là có một cái tòa lâu đài, có cái tháp đồng hồ. Đó, như mọi người thấy á, có một cái điều đặc biệt đó là mình có thể di chuyển tham quan ở Sinh Group này trên những cái cáp treo dây văng lớn nhất vượt biển. Đúng không rồi chị? Thì đây là cái phòng mình vào mua vé để đi cáp treo qua Hòn Thơm. Hòn Thơm sau này được Sinh Group xây dựng được mệnh danh là đảo thiên đường đó mọi người. Đúng rồi, ở đó cái đảo rất là đẹp không chị? Đúng rồi, ở đó có tòa nhà cánh bồm nè, biểu tượng cho đảo Hòn Thơm, gọi là đảo thiên đường. Đồng thời là có là vịnh bến du thuyền ngay đảo Hòn Thơm luôn.
có một cái bến du thuyền rất là lớn. Đúng rồi, ở đây sản phẩm rất là đa dạng, nào là shop house và biệt thự mang đẳng cấp, rồi gọi là tiêu chuẩn cao luôn, dành cho những người là sở hữu được những cái bất động sản mà rất là đặc biệt, riêng tư, mang tính limited ha. Đúng rồi. Ok, quá tuyệt. Nhưng mà nói đến về cái dòng sản phẩm cao cấp như vậy, nói đến chất lượng 4 năm sao thì chị có thể nói sơ cho mọi người biết đến về cái hình thức sử dụng và cái giá trị sử dụng như thế nào được không ạ? Những cái căn shop ở đây là của Sing Group thì có là sở hữu lâu dài. Từ ở bên tay trái nhung trở vào là sở hữu lâu dài, còn từ bên tay phải trở ra là sở hữu có thời hạn gì ha? Có thời hạn, dạ, đúng rồi. Quá tuyệt vời. Một cái vị trí nhìn trực diện ra biển, cách biển có khoảng mấy chục mét thôi, nhưng mà mình sở hữu trong tay một cái chiếc sổ sở hữu lâu dài, truyền từ vài đời con đời cháu đời cháu. Những cái sản phẩm như vậy là sản phẩm cực kỳ giá trị đối với lại Sing Group tại Phú Quốc kìa. Đúng rồi. Cảm ơn chị Tuyết Nhung với những cái thông tin giá trị cực kỳ tuyệt vời. Nói đến Sing Group, nói đến một cái thành phố địa trung hải, thành phố không ngủ của Phú Quốc. Xin mời quý anh chị và các bạn trong và ngoài nước đến Phú Quốc, đến Sing Group để cảm nhận những cái sản phẩm, loại hình, kinh doanh, dịch vụ và tất cả những cái loại hình bất động sản tại nơi đây gì ha. Đúng rồi, cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.